Bạn có biết Việt Nam chỉ có duy nhất một chiếc Pagani Hayra? Nhưng bạn có thể sở hữu ngay siêu xe điều khiển bản quyền đến từ Rastar. Bản quyền thiết kế chính hãng, thiết kế tinh xảo, chân thực đến từng chi tiết. Cửa xe cánh rơi độc đáo có thể mở được. Bánh xe bằng cao su giúp tăng độ bám chạy cực êm. Hệ thống đèn pha, đèn chiếu hậu bắt mắt. Tốc độ di chuyển vượt trội. Ôm cua cực điêu luyện. Với hai màu sắc ấn tượng, liệu ai sẽ là nhà vô địch Rastar? Siêu xe điều khiển có bản quyền, ghé ngay Machinom để nhận thêm nhiều ưu đãi mùa Tết này.